Em uống thuốc trào ngược dạ dày hết 3 triệu 30 ngày không khỏi mà lại được thêm 3 bệnh. Đi đại tiện lòi giom, có tiếng ve ở trong đầu, ngủ dậy thấy miệng đắng. Như thế là không phải 3 bệnh, 2 bệnh thôi. Ngủ dậy miệng đắng là vẫn cứ dư axit trào ngược dạ dày thực quản thì nó vẫn còn nguyên, còn được cộng thêm 2 bệnh nữa, gọi là khuyến mại thêm. Thực ra thì thuốc điều trị cái chứng bệnh liên quan đến dạ dày thì những cái thảo mộc nó không quá đắt. Nó cũng có nhiều thằng nó luôn suy nghĩ là cái gì nó phải kỳ hoa dị thảo trời đất bao la, và cái gì nó phải kinh kinh khủng khủng để nó đưa lên. Đặc biệt là giá cả như này thì cũng không dám nói, bởi vì đắt rẻ nó tùy theo cái cách nghĩ của bạn hoặc là các bạn đã xem. Thế thì phòng khám chuyên khoa y học của chúng tôi Lan Thành Mộc có cái thuốc với những cái chứng bệnh trào ngược dạ dày thực quản, thì cái quan trọng nhất phải giải quyết đó là gì? Bạn này bạn ấy phải giải độc cái gan. Không cứ chữa dạ dày mà không giải độc gan là ăn cám hết. Không có cỡ nào mà giải quyết được. Với những người trào ngược dạ dày thực quản là 99,99% nó do thực nhiệt nó gây lên. Hai nữa là gì? Mà cái thuốc hết bao nhiêu? 600 nghìn thôi. Hai nữa là một cái thuốc đặc trị về trào ngược dạ dày thực quản, nó là vị hành mộc. Đấy. Thì hết 600 nghìn nữa là tổng thể là khoảng độ 1,2 triệu cộng với khoảng 30.000 ship. Thế thì lại có một phương pháp nữa là gì? Không cần phải dùng thuốc. Máu không? Một, uống đủ nước. Hai, đi ngủ sớm. Ba, ăn cơm nhai kỹ. Bốn, tập thể dục điều độ. Đặc biệt chỉ cần ăn cơm gạo lứt muối vùng, nhai kỹ, tập luyện thể dục, ngủ sớm, uống đủ nước, 99,99%, 6 đến 9 tháng khỏi tịt. Xin chào.